Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn gửi Bộ Y tế cho biết Bộ Chính trị đồng ý phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tiên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7 tháng 6 năm 2022 thay ông Nguyễn Thanh Long vừa bị khai trừ Đảng, cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế vào tháng 12 năm 2019, ông Đỗ Xuân Tiên trải qua nhiều vị trí công tác tại Hưng Yên. Ngày 9 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Đỗ Xuân Tiên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. Tháng 6 năm 2016, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sau đó được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.